cháu ca hát để quây quần thơ ca. Và để mở đầu chương trình, xin được giới thiệu và trân trọng kính mời Vân Bài múa với ca khúc Ơn Nghĩa Sinh Thành do câu lạc bộ Sao Mai trình bày. Trân trọng kính mời quý vị hãy dành 100 cái tay để chào đón câu lạc bộ Sao Mai. Cho hai cô ngày hôm nay với một chương trình múa rất hay, xin được